Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Hộp thư truyền hình phát sóng vào 10 giờ 20 phút thứ bảy hàng tuần trên truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư là mục bạn hỏi luật sư trả lời. Mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục Hộp thư truyền hình Nhân dân số 71 phố Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, email hộpthunhanzantv@gmail.com hoặc thông tin nóng qua số điện thoại 0243 756 756, 0946 401 661. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Trung tâm Truyền hình và Ban bạn đọc báo Nhân dân đã nhận được 16 đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước. Nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính, nhà đất, xây dựng, xã hội, giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ. Khán giả Đỗ Nam Huân ở Bạc Liêu, nhân dân huyện An Lão, Hải Phòng có đơn thư về lĩnh vực nội chính. Khán giả Bùi Văn Chu ở Bắc Giang, Đặng Văn Ưng ở Hải Dương, Nghiêm Xuân Mạnh ở Hà Nội, Nguyễn Văn Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Trần Thanh Sơn ở Nam Định, Triệu Kim Toán ở Phú Thọ, Đỗ Huy Hoàng ở Quảng Ninh, Tôn Thi ở Đắk Lắk, nhân dân chung cư nhà B, tổ Xuân Lộc 4, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Trong tuần đã có 10 công văn trả lời của các cơ quan là Huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, Thái Bình, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian tới, Hộp thư truyền hình và Ban bạn đọc báo Nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp lại luật sư Đào Nguyên Thuật, văn phòng luật sư kết nối, cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Xin chào luật sư, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chào MC Diệp Vân. Xin kính chào quý vị khán giả của chương mục Hộp thư truyền hình. Thưa luật sư, khán giả Trần Trung Quân ở Đồng Nai hỏi: tôi có miếng đất muốn bán, hai bên thống nhất giá là 500 triệu đồng và bên mua đã đặt cọc 50 triệu đồng. Sau khi công chứng xong, bên mua không trả tiền. Tôi muốn hủy hợp đồng công chứng có được không và phải làm thế nào? Xin chào bạn Quân. Trong trường hợp của bạn thì tôi xin trả lời bạn như sau. Về nghĩa vụ trả tiền của bên mua thì tại khoản 1 điều 440 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định là bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng. Như vậy, bên mua có nghĩa vụ phải thanh toán tiền cho bạn theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên mua không thanh toán tiền theo như thông tin bạn cung cấp thì bên mua đã vi phạm nghĩa vụ. Trong trường hợp này, khi bên mua không thanh toán tiền cho bên bạn thì bạn có quyền yêu cầu bên mua thực hiện hợp đồng trong một thời hạn phù hợp. Nếu bên mua vẫn không thực hiện, bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng với bên mua do chậm thực hiện nghĩa vụ được quy định tại khoản 1 điều 424 Bộ luật Dân sự năm 2015. Cũng theo khoản 2 điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015, số tiền đặt cọc khi bên mua không thực hiện hợp đồng thì bên bạn có quyền nhận số tiền đó nếu không có thỏa thuận nào khác. Nếu bạn muốn hủy bỏ hợp đồng công chứng thì bạn phải thỏa thuận với bên mua. Sự thỏa thuận phải được lập thành văn bản theo khoản 1 điều 51 luật công chứng năm 2014. Sau đó, bạn có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đã chứng nhận cho hợp đồng mua bán trước đó tiến hành việc lập văn bản hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đất đã ký. Ngoài ra, việc mua bán giữa hai bên sẽ không còn tồn tại, hai bên phải có trách nhiệm hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Khán giả Bùi Thị Khánh ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi: bố mẹ của tôi cho chị gái mượn sổ đỏ căn hộ để thế chấp tại ngân hàng nhằm mục đích bảo đảm cho khoản vay là 500 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại chị tôi không có khả năng để chi trả. Vậy trường hợp này, bố mẹ tôi có được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng về không? Xin luật sư tư vấn giúp. Xin chào bạn Khánh. Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Trong Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có những quy định cụ thể tại điều 317 về thế chấp tài sản, điều 322 về nghĩa vụ của bên nhận thế chấp và điều 335 quy định về bảo lãnh. Trong trường hợp này, để có thể rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngân hàng về thì có 3 trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, bố mẹ bạn đóng vai trò là bên bảo lãnh. Do đó, trong trường hợp chị gái của bạn hoàn toàn không có khả năng chi trả khoản vay 500 triệu đồng này thì bố mẹ bạn phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho người được bảo lãnh, tức là chị gái của bạn. Sau đó rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về. Trường hợp thứ hai, chị gái của bạn
có tài sản khác, giả thiết là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên chị gái bạn, thì chị gái của bạn sẽ dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình thế chấp cho khoản vay để rút sổ đỏ của bố mẹ về. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị gái bạn phải có giá trị tương đương 500 triệu đồng. Trường hợp thứ ba, nếu bố mẹ và chị gái của bạn không trả được nợ thì bên cho vay, tức là ngân hàng, sẽ có quyền khởi kiện chị gái bạn ra tòa, tiến hành phong tỏa tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay này. Khán giả Hoàng Tuấn Ngọc ở Lâm Đồng hỏi: bà tôi có một sổ tiết kiệm gửi ngân hàng cùng một căn hộ, bà tôi có ủy quyền cho tôi được kiểm tra biến động số dư, rút tiền và bà cũng cho phép tôi được hưởng toàn bộ số tiền đó khi bà tôi qua đời. Tuy nhiên, trong bản mẫu hợp đồng ủy quyền do ngân hàng đưa, có điều khoản hợp đồng chấm dứt khi người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết, mất năng lực hành vi dân sự. Tôi muốn hỏi, nếu bà tôi đột ngột qua đời thì tôi có quyền rút tiết kiệm của bà tôi không? Câu hỏi của bạn tôi xin được giải đáp như sau. Căn cứ theo điều 422 Bộ Luật Dân sự năm 2015 về các trường hợp chấm dứt hợp đồng như sau. Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp 1. Hợp đồng đã được hoàn thành. 2. Là theo thỏa thuận của các bên. 3. Là cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện. 4. Là hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện. 5. Là hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn. 6. Là hợp đồng chấm dứt theo quy định tại điều 420 của bộ luật này. 7. Là trường hợp khác do luật quy định. Như vậy, trong trường hợp hợp đồng ủy quyền giữa bạn và bà của bạn được xác lập, sau đó bà của bạn chết thì hợp đồng sẽ mặc nhiên chấm dứt. Khi hợp đồng chấm dứt, đồng thời chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, tài sản là tài khoản tiết kiệm của bà bạn sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Nếu bà bạn muốn thừa kế phần tài sản đó cho bạn thì cần phải có di chúc hợp pháp. Trong trường hợp không có di chúc, di sản sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Theo quy định tại Bộ Luật Dân sự, trong trường hợp phân chia theo pháp luật, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được ưu tiên phân chia di sản. Bạn là cháu thuộc hàng kế thứ hai, do đó chỉ trong trường hợp những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất từ chối di sản, bạn mới được phân chia di sản thừa kế của bà bạn. Cho nên, trong trường hợp này, để chắc chắn về việc bạn sẽ được thừa kế phần tài sản tiết kiệm đó, bà của bạn cần phải lập di chúc, nội dung di chúc ghi rõ tài sản nào sẽ thừa kế cho bạn. Vâng, xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân. Một lần nữa, xin cảm ơn luật sư. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình. Sau khi xác minh và thẩm định nội dung, chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình, đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình. Sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết. Tuần qua, nước sông Hồng dâng cao từ 2 đến 3 mét so với ngày bình thường, khiến các bãi thể dục ven sông chìm trong nước. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đến đây để rèn luyện sức khỏe hay bơi dưới dòng nước chảy xiết mà không hề trang bị phao hỗ trợ, có nguy cơ dẫn đến tình trạng đuối nước. Đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình nhắc nhở, khuyến cáo tới người dân để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Những cụm sạt dài hàng km, đất đai, hoa màu trôi tụt xuống sông. Mỗi đêm, có hàng chục chiếc tàu lạ ầm ầm đua nhau vươn vòi khai thác cát trái phép. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này xảy ra trên sông Hồng, đoạn chảy qua huyện Đan Phượng và không có mỏ cát nào được phép khai thác tại đây. Tuy nhiên, hoạt động khai thác cát diễn ra công khai hơn một năm qua mà vẫn chưa bị xử lý. Đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình xác minh, tìm hiểu và có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp trên theo đúng quy định. Hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.